cả nước sợ chưa? Quá sợ rồi đúng không? Cho nên á, dài coi như là 1-2 tháng á, là có một nùi đi tù, vài tháng nó có một nùi quan chức đi tù. Còn nữa, tin tôi đi, còn nhiều lắm nha, dài dài luôn. Một sự im lặng đáng sợ để bảo kê nhau, để mà ngồi trên đầu nhân dân, ngồi xổm lên pháp luật luôn đó. Cho nên hốt một lần á là một nùi không, toàn là đầu gấu chấp bu không, chủ tịch bí thư không, đâu có vừa đâu, đúng không quý vị? Mà những con người biết luật mà vẫn phạm luật, dân đen á mà phạm luật á thì nói là tại vì không biết luật, đúng không? Còn những loại được đào tạo ra mang cái mát là đảng viên, là chủ tịch, là bí thư, là những con người hét ra lửa ra khói, hô mưa gọi gió mà ngồi xổm lên luật, cấu xé tài sản của quốc gia. Trời ơi, đi tù nó nhục, không có cái gì gọi rửa được.